Chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, 0348308443. Rồi xem video nhớ bấm vô đăng ký kênh để được cập nhật mấy video mới đăng lên ha mọi người. Sắp tới thì em có cái chương trình sale ha, giảm giá cuối năm. Cuối năm em hành lý ra mấy món hàng, rất là nhiều món ha. Sắp tới trong mấy cái clip tới ha mọi người. Và mọi người nhớ theo dõi nha. Rồi hôm nay là cái video 142, có mã là 142. Đây cái hộp mũi khoan của Đức ha. Hộp không. Rồi, món số 1. Đây em có cái vòi lọc nước tự tính mọi người. Đây tên nó là vòi lọc nước tự tính ha. Nó lọc mấy cái kim loại có tự tính. Đây vòi này hàng nội địa của Nhật nha mọi người. Đây hình ảnh cái vòi nó như thế này nè. Cái này em về là full hộp luôn, full hộp phụ kiện đầy đủ hộp luôn, mới chăm chăm chưa sử dụng. Đây đây ha, đây là cái vòi nước nè, để mình gắn vô đường nước của mình sử dụng. Đây đầy đủ ron pot ha. Đây là cái bầu lọc mình không thể tháo ra được ha, nó đúc khói luôn. Đặc biệt cái này có thể kéo dài ra nha mọi người. Đây kéo vòi dài ra nè. Vòi nhìn rất là xịn, nó bằng inox nha mọi người. Đó, full bộ nó có một cái đầu nối nữa. Rồi cái cờ lê để vặn cái này ha. Đây, như hình thì nó gắn vô cái vòi nước sinh hoạt của mình ha. Vòi nước trong nhà bếp mọi người. Đó, nó có thể xài được nước nóng nè. Nước nóng ra nè. Đây nước lạnh. Trong đây nó có cái hướng dẫn lắp ráp luôn nè. Rồi, cái này là hàng nội địa Nhật nha mọi người. Hàng này thì bên Nhật nó giá nó rất là cao luôn nha. Nó rơi vào tầm 6 triệu á. 6 triệu là giá bển á nha mọi người. Chưa tính nhập gì đây rất là khó. Mà giá nó lên nó bị cao ạ. Rồi cái bộ vòi này em bán là mã là 142.1 cho mọi người, giá 1,1 triệu. Rồi tiếp theo lại một vòi nước của Nhật. Đây vòi nước bằng inox ha. Này là full inox luôn à. Này full inox của Nhật. Rất là dày luôn nha. Đây coi độ dày của nó. Vòi gần như mới luôn. Hơi bị đẹp luôn á. Van nè. Van vặn rất là chắc chắn, khinh khích. Gòn nó còn rất là khích luôn nè. Êm. Xay được nhiều hướng luôn. Nên đo cái lỗ cái ràng ốc này cho mọi người xem thôi. Rồi ràng nó là 20 nha mọi người. Đường ràng 20.
Đây, thương hiệu của Nhật nữa. MI. Rồi, cái vòi này có kích thước là đây 14 cm ha. Cái lỗ ống này là đây 12, cái lỗ 12 ha, lỗ ra 12 12 mm mọi người. Đây. Còn đường kính cái rang này là 20. Rồi cái vòi nước của Nhật này cái mã là 142.2 nha mọi người, giá 600 ngàn. Tiếp theo về một cây kéo tỉa cán đúc của Nhật. Dòng kéo tỉa này rất là ít gặp ha, cán đúc. Đây, tán còn nguyên zin nè. Hàng này không có sửa, không có mài lại nha mọi người. Bên em không có nhận sửa với mài. Này còn khô nè, chưa vô dầu lại nữa. Vô dầu nó sẽ bấm nó nhẹ hơn. Đó. Rồi, kéo này size là 19 cm nha. Lưỡi nè. Rồi, cái kéo tỉa của mã là 142.3 nha, giá 450 ngàn. Tiếp theo về cái máy băng vít dùng trong công nghiệp nha, dùng nhanh. Nói chung mình dùng bình thường, mà nó dùng là dùng nhanh á, mọi người. Băng vít tự động nha. Có chế độ ngắt cò nè, đủ lực nó sẽ ngắt. Đây chỉnh được lực là tới 5, 1 nấc tới 5 nấc. Đây cò nó là tự chạy ha. Này là tự động dành cho mọi người xài muốn bắn nhanh á. Đó. Đó. Là bật nè, đảo chiều nè. Đó. Là bây giờ đang chỉnh mở ra nè. Rồi mọi người nhấn vô cái là nó chạy ha. Nè. Đó. Và cái này là ngắt cò ha. Đủ lực như này nó sẽ ngắt động cơ. Vẫn hơi mạnh. Đó. Ngắt rồi đó chưa? Đó đủ lực là ngắt nha mọi người. Lực nó lên tới 5 nấc rồi. Đảo chiều nè. Giữa là tắt. Đảo chiều nè. Đó. Cái cán này mọi người tháo ra được nha. Tháo ra thì cầm nó sẽ như vậy. Nguyên cây vít nó xuồng xuống. Nó, cái cán này chỉ là cái vỏ thôi. Để cầm nhiều thế. Còn đây là mũi vít. Mũi vít thì nó loại như vậy ha. Đây, mũi vít lục giác nha, lục giác 5 mm. Hiện tại cái máy này nó theo cái đầu là 7 nha, đầu tẩu 7, 7, 7 ly. Rồi. Tẩu 7 ly. Đây kích thước cái máy mọi người. 27 cm. Quay treo. Đây của thương hiệu là Made in Japan luôn nè. 100V 60W mọi người. Sẽ điện 100V nha. Chú ý giùm em ha. Dây đồ diêm. Rồi. Cái bắn vít này có mã là 142.4 ha, giá 350. Tiếp theo về một cái sạc bình nữa. Sạc bình của Nhật. Đây. 6 đến 12V ha. Sạc bình 6 và bình 12V.
3A nè. Đây thông số đây, công suất nó là sạc 12V 3A. 6 là 150A. Sạc điện 100V nha. Cầu chì nè. Nút này nút quá tải sao nó ngắt. Rồi. Sạc điện 100V ha. Đó, dầu điện nó sẽ có đèn ha. Rồi, cái này đồng hồ thì mình cắm lúc sạc thì nó mới lên ha. Này đồng hồ ampere. Đó. Vậy thôi. Máy này rất nhỏ gọn ha, sạc bình xe máy ok. Sạc nó tiện. Đây kích thước nó 15 x 14 nhân cho 7 ha. Rồi cái sạc bình có mã là 142.5 nha mọi người. 142.5 giá 600.000. Rồi tiếp theo là cái đây. Giờ một cái hùng. À dạ. Cái hùng này rất là nặng ha. Nó làm cái ton rất là dày luôn nè. Dày lắm mọi người, rất là dày. Em đo coi cái ton này mấy ly nha. Rồi cái ton này là đúng 1 ly mọi người. Ton 1 ly rất là dày. Nó chắc. Cái hùng nhìn nhỏ nhỏ vậy vừa vừa vậy thôi chứ nó rất là nặng, cầm nó rất nặng tay lắm. Còn rất là đẹp luôn nha, đây mọi người nhìn nè. Bên trong là không, gần như không có chày sơn gì luôn. Ở đây khóa nè, khóa nằm ngang. Quay sách nè, dưới đáy nè. Đấy còn rất là đẹp luôn, gần như là nó chóc một tí sơn ở đây à. Nè. Và chỗ à, không đáng kể. Không phải là quá đẹp. Đây. Mặt trên nè. Rồi đem đo kích thước nè. Hùng này là dài 51 đi. 51 nhân 25. 51 25 nhân 9,5. Rồi cái hùng này có mã là 142.5 nha mọi người, giá 600.000. Ôi giời. Tiếp theo là một cái hộp đựng mũi khoan của thằng Đức nha mọi người. Đây. Cái thương hiệu này là đây. Thương hiệu nó. Đây có gặp mình này sản xuất nè. Hộp đựng ha. Đây. Nó đựng được từ mũi 1 đến 10 mm. Đây. 1 ly nè, 1 ly rưỡi, 2, 2 rưỡi. Đó cứ tăng dần lên tới 10 ml. Rồi, đây có hộp đựng mũi taro luôn. Đây hộp đựng mũi taro nè, taro M từ M3 M3 14 15 16 17 8 10 12. Đó. Mũi taro từ M3 đến M12. Rồi, hộp rất là tiện cho mọi người có xài, có chiên bên xài mũi khoan ha. Để vô. Kích thước nó là 15 ha, nhân cho 11 nhân 3.5. Rồi hộp đựng mũi khoan có mã là 142.7 ha, giá 300.000. Tiếp theo là cuộn ổ cắm dây điện nha mọi người. Ổ cắm dây điện hàng nội địa Nhật. Đây made in Nhật sản xuất luôn nè. Nó chịu được dòng tải 15A nha. Đây.
một hai bốn cái ổ cắm dây tải 15A, đây chui có chui mát luôn ba chân. Đặc biệt cái dây này là nó chống tuột dây, mình cắm vô vậy nè thì mình rút ra được ha, nhưng mà xoay qua bên rồi là nó cứng luôn, nó dặn nó chịu cứng là luôn nè, không có bị tuột dây luôn, muốn lấy thì xoay trở lại. Rồi chân này mọi người về xài hai chân cũng được, cắt ra bỏ chân mát, chân tiếp đất thôi không có sao. Rồi ổ này thì cắm được chui dẹt của Nhật thôi mọi người, xài điện Nhật thôi, cắm được chui dẹt của Nhật, chui Việt Nam mình chọn là vô không có vừa ha. Rồi đặc biệt cái này có hai dây viên 500, cái là lớn cũng 500 á. Ví dụ như mọi người ở nhà có tủ đồ bằng sắt á, cứ hít nó vô rồi cắm điện ha. Đó, rất mạnh luôn á. Rồi ổ cắm này có mã 142.8 ha, giá 200.000. Rồi tiếp theo một cái vòi tưới cây này điều chỉnh được ha, mình chỉnh cái tia nước nó ra tia hoặc là nó xòe, chỉnh nó sẽ từ từ nó xòe bung ra đó, nó vậy thôi, cũng là hàng bãi không mọi người đó. Kích thước nó là 14 cm ha. Đây, vô ống nước có khớp nối nhanh nè mọi người, có cái gòn này nữa nè, mình có cái gắt nhanh mình đút nó vô thôi chứ không phải xíu củ dê gì hết. Đây là cái khớp nối nhanh ha. Rồi cái này có mã 142.9 ha, 150.000. Rồi cuối cùng là cái đây, cái này của Mỹ mọi người, made in USA sản xuất luôn, nó xài điện tới một điện 100 đến điện 250 V nè, xài điện 22 được nha, nhưng mà em không biết nó là nó xài là cái gì luôn, nó ra nguồn là 10 đây, như thông số để nè đó, nó lỗ cắm nó ra như vậy nè cho mọi người đó, mọi người nào có xài hoài thì sẽ biết ha, em thì không biết luôn rồi. Đây thông số nó để như vậy á, cắm vô thì dẫn lên đèn, lên đèn nè, đèn nguồn báo ha, đèn nguồn báo có điện. Đây giờ em cắm vô điện 100V thử nè, đó nó lên đèn như vậy á, nó chớp chớp đèn. Nó cắm được điện 22 luôn không mọi người, thông số để 250V luôn nè. Đó, đang thông số để là input là vô điện vô là từ 90 đến 260V. Đó. Vậy thôi. Lên nguồn sóng ha, điện này của USA sản xuất. Của Mỹ. Rất là lạ, không biết cái gì. Kích thước là 22 ha, nhân cho 16 nhân 6,5, nhìn rất là đẹp, công dụng thì không biết nè, nó có cái gắt ra nè mọi người, rồi cái này là có mã là 142.10 ha, giá 400.000 nha mọi người, như là cái nguồn vậy, 400.000. Rồi em kết thúc video đây mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ, hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha.